cũng trong sáng nay thường trực hội đồng nhân dân thành phố tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết dự buổi công bố Bộ Lễ đã công bố quyết định nghỉ thôi việc với ông Trần Văn Hứng, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, theo nghị quyết số 159/2018 và nghị quyết số 279/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 và quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó tránh Văn phòng Thành ủy, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những công hiến của ông Trần Văn Hứng trong hơn 35 năm công tác, mong muốn ông sẽ tiếp tục đóng góp sức mình khi trở về địa phương. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ tin tưởng ở cương vị mới, ông Nguyễn Xuân Tiến sẽ phát huy tốt năng lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.